Jun ơi thầy vào nhá. Rồi chữa chữa. Jun ơi thầy vào nhá. Nói leo. Không nói leo đâu. Dạ. Không nói leo đâu. Ơ, bố nói leo à? Con không nói leo bố, sao bố nói leo? Vớ vẩn. Leo. Leo cái gì mà leo? Ác lay chỉnh gì nữa? Ác gì đây? Này ác lay gì nữa Giang? Ác lay có bệnh tật gì đâu? Ác lay có bệnh hả? Thật, thằng này là 43 đúng Chelsea ngày xưa luôn đấy. Cuối tuần đi chơi với sữa không? Sữa nhà ấy nhỉ? À, chí gì không phải chí, không nhầm rồi. Chí là hư đấy. N này. N bị đần thầy ạ, à, mặt mếu. Bị đần thầy ạ à, không? Ok Giang ơi, thực hiện được. Nhà chú Quang. Linh tinh. Chú Tuấn Anh. Chú Tuấn Anh. Ừ, không phải chú Chí nhớ chưa? Chí, 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 chí. Bỏ đi. Chú Tuấn Anh. Đúng. Không, không phải, nhầm rồi. Hết cứu, hết cứu. Bỏ chú Tuấn Anh đi. 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 Không, cả chú Tuấn Anh. Đâu, đây phải chú Tuấn Anh đâu. Đúng, với ai nữa? Bác gì? Vừa dậy xong. Bác gì? Bác chăn gì nhỉ? Chăn gì? Bác chăn gỗ. Dạ, di chuyển. Cảm ơn thầy nhỏ mặt cười. Ok em nhỏ, cảm ơn Du nhỏ. Từ số 3 nhanh em. Ơi, chỉnh nút à? Chỉnh nút mà nhỉ? Gãy đá chút nha. Thằng Trung bé thỏ. Thầy Trung mày ngáo à? Chơi gì đấy? Nhọt. Ờ, sao nó còn hát nữa chứ? Nó vào hội nó còn hát với tôi chứ. Điền thế. Sao phải động tập gì đâu Jun ơi. Ông thầy cho nhót chậm quá, đưa cờ lê đem quét cho. Cờ lê đang thừa đấy. Quốc hội đang để lại một cái cờ lê đấy. Anh em nào mà có người đi cũng phải có người đến. Sút quả mắt đau quá. Sút quả mắt rồi. Sút căng thế. Hồi sau xem sút luôn là mắt rồi. Tím cả mắt tôi rồi, bà lách ơi. Sút vừa thôi. Sút cái mắt đau quá. Ngồi sau lưới còn bị sút mắt. Đau thật. Giờ về vẫn gọi là giữ liên lạc. Thật sự rất là trân trọng. Nên là mới vào chữa cho quả Akuchi này, chữa gì thật. Thằng này nó quá là hút luôn đấy chứ. Ba mươi lăm phút 4 bàn ạ. Không phải công nhận một điều mà sang nước ngoài gặp người Việt Nam mình mừng thật. Thằng này hết cứu rồi, thằng này hết cứu rồi. Này chỉ có xóa mấy con icon moment đi, may ra còn chữa được rồi. Thằng này hết cứu rồi anh em ạ. Không biết bệnh gì luôn mà. Đến anh em không biết bệnh gì sao tôi biết.
người ta gửi nick cho thầy, sao thầy không đưa lên shop ảo kiếm thêm thu nhập? Mớ đấy, phải được mớ đấy, nhiều hoa khủng phết đấy, đùa đâu, nhiều hoa khủng phết đấy, không có yêu luôn. Nếu mà có cái dã tâm đấy là cũng phải làm một mớ đấy, cú gọi là hốt chọn yêu thương đấy. Nam Anh đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Rồi, em cảm ơn anh ngay, một game duy nhất, một game duy nhất. Chữa bệnh mà anh Nam, chữa bệnh mà anh Nam của một game nó thích đâu, em nghĩ anh Nam làm được đấy. Nữa hả? Chết rồi, bạn lại đi rồi. Ui. Ê, FD mà. Đùa FD mà. Thôi. Nope. Thầy ơi, giao lưu được không thầy á? Sao tự nhiên lại giao lưu? Không anh em ơi, trường làng mấy khi giao lưu đâu. Ôi sút kìa. Quả đấy vàng vẫn vào đấy. Quả đấy vàng nhìn trông bất người anh yêu rồi đấy. Quả thề luôn, nhìn quả đấy đúng bất người anh yêu luôn. Còn nó gọi nhót thường gì nữa, sao mà đỡ được cái Chelsea này. Cái gì đây? Sao đấy sư huynh? Sao đấy? Thật y tá đang làm việc, cứ đòi giao lưu phải mang ngân lượng tới á. Trường quốc tế 1M rồi, trường này 5 lít thôi thầy. Ui, trường quốc tế giao lưu 1M cơ. Sợ thế. Thầy tư vấn đi mua con tay cầm nào giá 1 củ đi ạ. Gì đấy 1 củ. Tay cầm à? Tay cầm hình như bên thầy Tân ngừng hợp tác rồi đúng không? Tầm dưới 1 củ. Dưới 1 củ thì em có thể sử dụng. Em có thể mua tay PS4 cũ được. Hàng 99% đấy. Được đấy, nó di chuyển lét luôn đấy. Tài ơi, không đá thế được đâu, không thể đá thế được đâu. Mạnh thế nhở? Sao mình sút phạt gà ấy nhở? Mình học cả lớp sút phạt rồi. Cái con game này là mấy cái tay cầm kiểu PS4, PS5, Xbox ấy, các thứ là có cần DS4 kia đâu. Cần đấy bốn đâu, phơ luôn đi. Ở tí thì tôi tăng cái bit rate lên vậy. Vậy làm gì đấy? Giá như này. Trời ơi, nó dễ. Hô luôn giá như luôn. Đọc thần chú luôn mà. Tắt cam tắt mic gì anh em? Tắt cam cho anh em nhìn cái setting mà. Đùa đâu anh em, oan tôi quá. Oan thế. Thế đang dùng tay cầm gì? Tôi đang dùng cái PS4 anh em ạ. Tôi mới đổi. Tôi còn chưa đi lấy cái tay. Nếu mà anh em chơi ấy, anh em nào chơi PS4 ấy thì nó có lợi thế ở chỗ là anh em cứ nên mua tay cầm mới có bảo hành của Sony ấy. Là nếu mà anh em gặp vấn đề gì trong một năm bảo hành ấy thì anh em sẽ được một đổi một trong một năm. Thế nên là tôi hôm trước cái tay của tôi bị lệch cần ấy. Thế là tôi mang ra Sony, tôi được đổi một cái tay đen mang về. Ok thầy, thế để e sắm Gulit Icon. Nét luôn, đủ lương mà. Gulit Icon lương 29 hoàn toàn đủ luôn. Em cho thế thì em đã ba lách. Em cho Asian dự bị, em đá ba lách ở cái vị trí mỏ neo cho cái đội hình này. Ui, C3 chạy kìa. Thầy thấy là con C3 của Jun là khỏi ốm rồi đấy. Thầy dùng thử filter game của Nvidia ấy như nào đấy? Tí chỉ thầy dùng thử cái như nào ấy. Tài ơi, đứng dậy đá tiếp, đùa quả đấy đứng dậy đá tiếp kìa, chết tôi không. Mày mua tay cầm ở đâu á? Tôi đưa ra thẳng store của.
Ai ra thẳng store Sony tôi mua thôi. Hay thế. Đấy bình thường. Tôi dùng cái filter game lấy màu. Đá cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Ghê vậy ta? Bà chết rồi gì? ZA phát ra liệm rồi gì? Cần thiết phải mạnh thế không? Như này là ăn rồi mà. Như này là ăn rồi mà. Anh Black ơi, cần thiết là sút mạnh thế không? Như này là ăn rồi mà. Lân đi cổ đông đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Lân đi. Đúng rồi, tôi mua ở Hà Nội com. Tôi không thích đồ Bluetooth mà hôm đấy ra nó không có cái nào có dây. Thế là mua tạm. Tạm là dở rồi, tạm bợ là dở rồi. Tạm bợ là dở rồi. Ôi dù ác, nó có đấy kêu rùa. Sút pháp sàng ngang, sút cổ dọc sàng ngang kêu rùa, cay chưa? Cay chưa? FD King. Gọi tôi là FD King. Ly biệt. Ly biệt. Khét thế. Ừ, có cái gì đâu. Bạn cứ qua lời. Có cái gì đâu. Cầu quắc chắc chỉ dễ. Cầu quắc chắc chỉ FD như vậy. Ừ, quá đà, quá đà, quá đà. Ủa, hình này nó mê quá. Khổ ấy chừng có vợ lầu. Cứ chắn quả sút của Asian chắc đỏ hết cả chân lên chứ nhỉ. Ôi giời, nhảy qua đâu kìa. Ghê vậy. Quả này thủ hay này, quả này thủ hay này. Đó, ok. Nào nào bạn ơi, bạn đây, bạn đây. Rồi ok các ơi. Thầy gửi lại ác cho Jun nha. Ác đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi. Quá là khỏe luôn. Quá là khỏe luôn.